Hi everybody, welcome back to my Horror Nightmare gameplay channel. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Horror Nightmare gameplay. Mình chọn series 8 tựa game này Stick Game, à Stick Man, Escape Man Horror là tựa game đầu tiên của bạn khám phá nhé. Có 3 lần để cầu sắc áo nào. Cùng mình tìm ra những cách để có thể trốn thoát khỏi đây các bạn nhé. Okay, phải nói tiếng Anh các bạn nhé. Cách để giúp cho có thể giải thoát khỏi bệnh viện này. Cách tiếp theo nào. Выручи меня, братан. Скоро буду. Nên nó chia sẻ được. Ok, vừa xem rồi. Và đây là 3 cách để chúng ta có thể giải thoát khỏi bệnh viện tâm thần của bạn. Các bạn chuyển qua thế tiếp theo này. Ice cream for. Okay.
On a wooden thing, so it's a bit of a game, but I have to think on there, right, so be careful.
Tôi kêu những cái bạn về chỗ khác ở đây được ạ. Yes! It is so nice! Ok, cómo lo chụp tí tiếp theo. It's hello, neighbor. Hello. Lấy được chiếc clip được ạ. Ok, tất nhiên đây là sở hạt của mình, mình sẽ vận dành sở hạt của mình tiếp theo nhé. Đọc video chứ. Thumbnail disabling. Lỗ rồi. Đây xem
vaccinated. Yeah.
suất đầu tiên các mà có con chơi chó đây các bạn, phải hoàn kỳ. Oh my god, con vừa chơi một chút như thế cũng là các bạn. Level đầu tiên của tôi này bạn.
tiếp theo. Let's make sure they also realize he needs to stop monkeying around. Trong trước bệnh viện này thì cho cần có chiếc chìa khóa thôi. Cái chìa khóa sẽ làm sao là căn nhà phía sau cùng của khu này vẫn này.
sau bằng cấp Marcus xong rồi đó. Thank you so much and see you soon. Goodbye.